Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên đề răng khỏe ăn ngon cùng Nha Khoa Quốc tế DC. Trong suốt một tuần vừa qua thì Nha Khoa Quốc tế DC hiện nhận được rất là nhiều câu hỏi cũng như thắc mắc của quý khán giả về dịch vụ cấy ghép implant. Mà cái câu hỏi mà rất là nhiều người đang thắc mắc đó là trồng răng implant giá bao nhiêu? Và để có cái nhìn chính xác hơn về dịch vụ cấy ghép implant tại Nha Khoa Quốc tế DC thì ngày hôm nay Ken Nguyễn xin đồng hành cùng bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang, bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt hiện đang công tác tại Nha Khoa Quốc tế DC. Bác ơi, trước khi mà mình vào câu hỏi là chi phí cấy ghép implant giá bao nhiêu thì bác có thể giới thiệu sơ lược về cái phương pháp cấy ghép implant được không ạ? Cấy ghép implant là phẫu thuật cấy một hoặc nhiều trụ bằng kim loại vào trong xương hàm nhằm thay thế răng đã mất và sau đó làm phục hình lên trên. Dạ, thì vậy thì chi phí cấy ghép implant thì nó sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chi phí của cấy ghép implant thì tùy thuộc vào tình trạng xương và răng của quý khách hàng. Tuy nhiên, nếu như quý khách hàng đã mất răng lâu ngày thì có thể phát sinh thêm chi phí ghép xương. Và chi phí cấy ghép implant còn tùy thuộc vào hãng implant mà quý khách lựa chọn. Hiện tại ở trên tất cả các diễn đàn nha khoa đang có một câu hỏi mà tất cả các khách hàng đều thắc mắc, đó là về cấy ghép implant răng cửa và cấy ghép implant răng cấm thì nó có khác nhau về chi phí cũng như là kỹ thuật cấy không hả bác ha? Cấy ghép implant đối với răng cửa hoặc là răng cấm thì đều như nhau. Nó tùy thuộc vào cái tình trạng xương cũng như là tình trạng mô mềm còn lại của quý khách hàng. Hiện tại thì trên thị trường đang có rất là nhiều dòng trụ, thì bác có thể là chia sẻ những cái ưu điểm cũng như là nhược điểm về các dòng trụ, chi phí nó sẽ như thế nào bác hả? Hiện tại ở Nha Khoa Quốc tế DC thì có sử dụng một số dòng trụ implant như sau: Dentium của Hàn Quốc, Trauma của Thụy Sĩ và Neodent của Mỹ. Thì các dòng implant này thì nó có những cái ưu điểm và nhược điểm, nó tùy thuộc vào cái công nghệ xử lý bề mặt trên implant. Dạ, bác ơi, hầu hết tất cả những cái bệnh nhân bị mất răng á, thì đều đang thắc mắc một cái việc như vậy nè. Đó là khi mà chúng ta cấy ghép trụ implant lẻ và cấy ghép toàn hàm thì nó có khác nhau về công nghệ cũng như là khác nhau về chi phí không bác ha? Cấy ghép implant đơn lẻ thì khác so với lại cấy ghép implant toàn hàm. Ở chỗ là cấy ghép implant toàn hàm thì đòi hỏi cái kỹ thuật cấy ghép khó hơn và cái kết cấu chịu lực đối với implant toàn hàm thì khác so với lại là implant đơn lẻ. Chính vì vậy mà chi phí cấy ghép implant toàn hàm thì sẽ cao hơn so với lại là chi phí cấy ghép những implant đơn lẻ. Cảm ơn bác sĩ về những cái chia sẻ cực kỳ hữu ích về chuyên đề chi phí cấy ghép implant giá bao nhiêu ngày hôm nay. Và nếu như tất cả các bạn đang còn thắc mắc cũng như đắn đo về dịch vụ cấy ghép implant thì xin mời các bạn hãy liên hệ ngay đến Nha Khoa Quốc tế DC tại Bình Dương, Nha Trang, Đà Lạt, Biên Hòa và Cần Thơ. Hiện tại Nha Khoa Quốc tế DC đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt, đó là giảm 30% cho combo 4 trụ Dentium Hàn Quốc và 15% cho các dòng trụ còn lại. Nếu như tất cả các bạn đang muốn đặt lịch hoặc đang có những thắc mắc gì về dịch vụ chăm sóc răng miệng thì xin mời các bạn hãy liên hệ đến số hotline 1900 9009. Chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ ngay đến tất cả các bạn. Buổi tọa đàm xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các buổi tọa đàm lần sau.